Theo kế hoạch năm 2023, Cần Thơ sẽ có lô sầu riêng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường của Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn của nước này, thì sầu riêng xuất khẩu chính ngạch phải có hợp đồng liên kết giữa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Do thời gian cấp mã số vùng trồng phụ thuộc vào đối tác, nên người dân cần triển khai sớm xây dựng mã số vùng trồng để vụ sầu riêng năm sau đủ điều kiện. Thành phố Cần Thơ hiện có 2.500 hectare diện tích trồng sầu riêng.